kiểm tra điểm kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa Sài Gòn trên đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Tổ công tác phát hiện gần 37.000 sản phẩm hàng hóa thuốc tây, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hóa chất, linh kiện điện tử. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý điểm kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.